Dạ. Ôi, mình ngồi dưới đất đấy thôi. Trên đấy nắng lắm. Trên đấy nắng lắm. Có. Đây đây anh thang ở đây đi theo đấy là ra được mà. Bác vừa đâu về? Quay rồi lắng một lúc máy là dừng đi nào. Đem ra nắng này để một lúc là máy lại tạm dừng lại rồi. Ui nó vẫn báo mưa suốt em ạ. Chưa báo nắng đâu. Báo mưa đấy. Bà đi mua bầu nấu canh à? Mua bầu nấu canh hả? Bầu nấu canh. Con cháu đấy. Đó. Vậy con ăn cày không? Biết. Con cày cày không? Cày gì? Chó. Con không? Ông bán cho à? Có ăn thôi, tao bán cho con. Nó thịt xong rồi đâu. Cái ấy thì tao bán cho con. Mai mai mà. Có ăn không? 16, 17 mét. Con thịt không? Nhiều. Để đấy gì? Không có tiền mua thuốc. Tuấn lên đi làm không? Ở nhà. Mẹ không thấy thò mặt sang. Chắc con đi đâu từ sáng rồi chứ hả? Nó đi mua thức ăn đi đâu? À. Nếu ăn xong.